Dọc theo phía nam sông Dnipro, các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công đổ bộ vào các cứ điểm của Nga từ bên kia sông, xung quanh thành phố Kherson, buộc Moscow phải triển khai lực lượng để ngăn Kiev giành được chỗ đứng ở bờ đông. Hiện Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội trên 4 mặt trận và kết quả tại mỗi mặt trận này có thể góp phần định đoạt số phận phản công của Kiev. Dọc theo phía nam sông Dnipro, các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công đổ bộ vào các cứ điểm của Nga từ bên kia sông, xung quanh thành phố Kherson, buộc Nga phải triển khai lực lượng để ngăn Ukraine giành được chỗ đứng ở bờ đông. Cách đó gần 1.600 km về phía bắc, Nga đã đẩy mạnh bước tiến để tạo thế trận mà quân đội Ukraine cho là nắm đấm tấn công, với hàng chục nghìn binh sĩ tập trung gần các thị trấn Kupiansk và Kremina. Động thái này đã khiến Ukraine phải triển khai một số đơn vị tấn công đường không dày dặn kinh nghiệm nhất để giành lại những vị trí đã bị mất vào đầu mùa hè này. Dọc theo chiến tuyến cắt ngang một con đường nhiều sỏi đá có chiều dài gần bằng khoảng cách từ bang New York đến bang Miami của Mỹ, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt. Để hiểu rõ hơn cách thức cuộc chiến đang diễn ra dọc theo bề rộng của chiến trường, giới phân tích cho rằng cần phải xem xét một số mặt trận lớn nơi Nga và Ukraine tập trung binh sĩ. Sau khi Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi phần lớn khu vực ở Kharkov vào mùa thu năm 2022, cuộc tấn công của nước này đã bị dậm chân tại chỗ ở vùng chiến tuyến, được bao quanh bởi các khu rừng thông rậm rạp. Chiến tuyến này trải dài gần 100 km đi qua các thị trấn Kupiansk và Kremina, nơi diễn ra những trận chiến bấp bênh trong nhiều tháng qua khi quân đội hai nước tiến lên được một vài km nhưng lại bị đẩy lùi. Phía Ukraine cho rằng, vùng Đông Bắc là một trong số rất ít khu vực mà các lực lượng Nga tiến hành hoạt động tấn công kéo dài, trong khi chỉ đạt được lợi thế rất nhỏ. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa phá vỡ được phòng tuyến của quân đội Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực của Nga sẽ giảm bớt. Tuần trước, Ukraine nói rằng Nga đã rút lực lượng mặt đất khỏi Belarus để tham gia các hoạt động tấn công trong khu vực. Oleg Matvichuk, một chỉ huy của Ukraine 49 tuổi cho biết, Nga có hai mục tiêu chính là khiến các lực lượng Ukraine phải vượt qua sông Oskin, một hàng rào phòng thủ tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong cuộc giao tranh, và buộc Ukraine phải triển khai binh sĩ ở đây để họ không thể cơ động tới các khu vực khác. Do khu vực này nằm gần biên giới Nga, nên Nga không phải đối mặt với những thách thức về hậu cần giống như ở những nơi khác. Theo các quan chức Ukraine, khu vực này từ lâu đã trở thành bàn đạp cho chiến dịch tấn công của Nga ở phía đông và Điện Kremlin, nhưng được cho là đã tập trung khoảng 100.000 binh sĩ và hơn 500 xe tăng chiến đấu trong khu vực. Khu vực miền Nam là nơi Ukraine phát động cuộc phản công lớn nhất và mạnh nhất. Sau khi chịu tổn thất nghiêm trọng ở giai đoạn đầu, Ukraine đã tái lập lực lượng và điều chỉnh chiến thuật. Quân đội Ukraine tuyên bố đã xuyên thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga dọc theo hai hướng tấn công ở phía Nam. Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Robotin, đồng thời giành thêm 1,5 km khu vực xung quanh ngôi làng này bằng cách mở rộng hoạt động gần đây. Ukraine hy vọng sẽ giảm bớt áp lực đối với các hoạt động hậu cần, cho phép họ tấn công xung quanh làng Verbo, cách đó khoảng 14 km về phía đông. Ông Oleksandr Stupun, người phát ngôn quân đội Ukraine ở phía nam cho rằng, lớp phòng thủ thứ hai của Nga trong khu vực dường như không dày đặc so với lớp phòng thủ ban đầu. Vì thế, Ukraine sẽ có cơ hội điều động trang thiết bị và binh sĩ để xuyên phá. Theo ông Oleksandr Stupun, Nga đang sử dụng các đơn vị tấn công đường không cho mục đích phòng thủ và điều này rất khác thường. Tuyến tấn công thứ hai của Ukraine nằm dọc theo con đường quanh co cắt ngang thung lũng sông Mokhi Yori. Con đường này dẫn tới thành phố cảng Mariupol do Nga kiểm soát. Chưa rõ mục tiêu của Ukraine là gì, nhưng một số nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể nhắm vào thành phố Berdyansk cũng như phía tây và phía nam thành phố Mariupol trên biển Azov. Nếu Ukraine đạt được bước đột phá theo tuyến tấn công này, họ có thể chuyển hướng về phía tây để bao vây các đơn vị Nga.
Khi lực lượng Ukraine giành ngôi làng nhỏ Urohaina vào giữa tháng 8, họ đã chọc thủng nơi mà họ coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở hướng này. Mục tiêu tiếp theo trên bản đồ có thể là Staromilivka, nơi binh sĩ Ukraine đã sử dụng pháo binh tấn công các vị trí của Nga trong hơn một tuần qua. Các binh sĩ Ukraine cho rằng nếu họ có thể xuyên thủng hàng phòng thủ trên con đường phía trước và đẩy lùi Nga ra khỏi Staromilivka, họ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn các địa điểm thích hợp cho cuộc tấn công tiếp theo. Sau khi Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi phía tây Kherson vào mùa thu năm ngoái, sông Dnipro trở thành tiền tuyến mới. Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích vào cứ điểm của nhau và giao tranh diễn ra trên các hòn đảo nằm rải rác ở cửa sông rộng lớn phía nam Kherson. Nhưng ngay cả khi Ukraine không có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn, Nga vẫn phải tiêu tốn nguồn lực và triển khai binh sĩ để bảo vệ khu vực này. Cuộc chiến tại Kherson vẫn còn nhiều ẩn số do thông tin mà hai bên công bố khá hạn chế. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẵn sàng vượt qua các vị trí cố thủ của Nga nằm giữa Kherson và bán đảo Crimea. Trận đánh ác liệt nhất trong những tuần gần đây đã diễn ra xung quanh làng Kurachi Lehari ở phía đông bắc Kherson. Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành trì Bakhmut vào tháng 5 năm nay, sau các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài gần một năm. Dù vậy, Ukraine vẫn kiên quyết giành lại thành phố này. Các binh sĩ Ukraine cho biết Bakhmut không phải là trọng tâm của cuộc phản công vì phần lớn vũ khí và nguồn nhân lực tốt nhất của nước này đang được triển khai ở phía nam. Nhưng nỗ lực tấn công Bakhmut khiến Nga phải dàn mỏng lực lượng và điều binh tới đây để bảo vệ thành phố. Ukraine đang dần tiến về phía nam thành phố, bên trong và xung quanh làng Klitschka, đồng thời tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp trong tuần này. Còn ở Avdiivka và Marinka, phía nam Bakhmut, các trận chiến vẫn diễn ra liên tục. Ukraine hy vọng có thể tìm kiếm và lợi dụng tấn công vào lỗ hổng phòng thủ của Nga khi lực lượng của đối phương bị dàn mỏng.